mẹ nghe lộ trình trong lòng quá. Mày đừng chuyển mạnh nữa được không? Mà xe thì béo có. Đi béo thì nó được chuyển mạnh nữa. Còn tao không biết nên là tao vẫn đi bình thường. Thẩm mỹ. Tao tin mà. Tao tin mày. Tao bị sốc văn hóa. Chỉ thấy là cậu tao không hợp chơi cùng ấy, tại vì ví dụ như là mình cũng chẳng cậu giàu có đến nỗi như thế ấy. Không phải là một là chơi cùng nó không thoải mái ấy. Không, lúc nào nó nói chuyện nó cũng trên cơ mình cơ. Đợi có tiền là tao đi cắt luôn. Tao bảo đợi có tiền là tao đi cắt luôn. Xong rồi nó cũng bảo là tao muốn hút mỡ này kia ấy. Mặt nó filler chưa tan rồi, em biết rồi.